Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato phiên bản Luxury ạ, siêu luxe ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và mới lăn bánh được hơn 1 vạn km thôi. Thưa với quý vị và các bạn, trong xe vẫn còn nhiều chỗ vẫn chưa bóc ni lông quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Về cái phần ngoại thất của chiếc xe thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp ạ, chiếc xe rất là đẹp, không khác gì một chiếc xe mới từ hãng ra đâu ạ. Đầu tiên thì quý vị và các bạn xem về cái phần đầu của chiếc xe đấy ạ, là cái phiên bản Luxury, cho nên là chiếc xe đã được trang bị là full option rồi. Full option từ đèn pha bi xenon, đèn gầm cũng là đèn bi này, cảm biến trước sau này, cửa nóc khóa thông minh, đèn nổ start top, điều hòa tự động, option thì đầy đủ hết cả rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu chi tiết hơn ạ. Đầu tiên nhìn về cái phần đầu của chiếc xe đây quý vị và các bạn nhé, từ cái phần đèn này rất là mới, rất là đẹp ạ, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 1 vạn 2 km thôi, cho nên là nó rất là đẹp, có thể nói đây là chiếc xe siêu lướt đấy ạ. Đấy, rất là đẹp ạ, chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng ạ, bảo hành dài tại hãng luôn đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Tôi quay chi tiết và quay thật sát cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Chiếc xe này tuy có nó có xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi, chúng tôi đã đánh bóng và nó hết rồi. À, còn nguyên bản này, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh, đèn nổ start tốt, bấm tay mở cửa đấy ạ. Bấm tay mở cửa từ cánh bên phụ và bên lái đều bấm tay mở cửa. Đấy, và đây là cái phần la răng của xe đây quý vị bạn nhé. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem này. La răng và dàn lốp này còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và cái đét lốp là cuối năm 2018 đấy ạ. Đấy, cả một dàn lốp này là còn nguyên bản hết đấy ạ. Không những còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp ạ, vì mới chạy có hơn 1 vạn km thôi. Đây là cái phần bao đời sốc sau, quý vị và các bạn xem về cái dàn đèn này. Dàn đèn cũng còn rất là mới này, đây là cái cụm đèn hậu này, xuyên suốt nối dài cả hai bên luôn. Đấy, rất là đẹp. Đây là cái phần thiết kế của Kia cho chiếc Cerato 2019 này. Bên dưới là cụm đèn xi nhan này, cùng với đó là có cả cảm biến sau luôn. Đấy, cảm biến trước sau đầy đủ hết cả. Đấy, nhìn về cái phần này, đây, những cái cánh cửa này còn nguyên bản nhé, chưa sơn đâu quý vị các bạn ạ, chỉ có xước sát nhỏ nhẹ thôi, chúng tôi đánh bóng thì nó hết rồi. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là mới, rất là bóng đấy ạ. Cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản ạ. Đây là cái dàn lốp, cái lốp sau, đây là lốp sau bên phụ. Tôi quay chi tiết cho quý vị bạn xem này. Cả dàn lốp này là đét lốp toàn cuối năm 2018 nhé. Lốp sơ cua chưa hạ cơ ạ. Bấm tay mở cửa cả cánh cửa bên phụ này. Lốp này rất là mới luôn, la răng cũng rất là đẹp. Cửa nóc đầy đủ rồi. Và hạn đăng kiểm rất là dài, tháng 7 năm 2022 cơ, hơn 1 năm nữa. Cái hạn đăng kiểm này rất là dài. Cụm đèn pha rất là mới này. Bên trên này là cụm đèn pha bi xenon cộng với giải đèn led đấy ạ. Giải đèn led rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đã có giải đèn led này, rất là đẹp này. Bên dưới đó là cụm đèn xi nhan. Tiếp theo là cụm xi nhan là cụm đèn gầm này. Đèn gầm cũng đã được trang bị là đèn bi rồi. Và ở cái phần chính giữa này thì cũng đã được trang bị là cảm biến trước này. Đây là cảm biến trước luôn này. Rất là đẹp, rất là mới luôn ạ. Những chiếc xe đi ở Hà Nội mà giữ được đẹp, không xước sát, không đâm va gì thì rất là ít đấy quý vị các bạn nhé. Vì Hà Nội đất chật người đông, dễ xước sát. Tôi quay từ xa lại gần quý vị các bạn
xem ạ. Rất là mới luôn đấy. Nhìn về cái phần ngoại thất này thì nó không khác gì một chiếc xe mới ạ. Và cái phần đặc biệt quý vị và các bạn quan tâm về chiếc xe này nhất có lẽ đó là cái giá. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 630 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2019 siêu lướt này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô Bài Bạc đã để ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ, đó là 0905 648 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato 2019 siêu lướt này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đây là cái phần ngoại thất của chiếc xe. Và tiếp theo sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái phần nội thất để xem về cái khoang nội thất này, cũng như về cái khoang động cơ của chiếc xe để xem là chiếc xe này siêu lướt nó còn đẹp như thế nào đây ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đầu tiên là chúng ta bước vào cái phần mở cánh cửa trước bên lái ra cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Tất cả còn không những còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Đấy quý vị các bạn xem ạ, chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị xước sát gì. Nói là không bị xước sát thì chứ đừng nói đâm đụng nhé, keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Đây là cái phần táp bi cửa trước bên lái này, cụm điều chỉnh lên xuống kính này đã được tích hợp gương gập điện rồi ạ. Đấy, và còn rất là mới đây ạ. Vô lăng cần số này rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, rất là mới luôn nhá, nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông đấy quý vị các bạn ạ. Những cái phần tháp bi cửa kia là chưa bóc ni lông vì chiếc xe này là của một cậu thanh niên mua, cho nên là chỉ có một mình cậu ấy đi thôi, cho nên là phần lớn là chưa bóc ni lông này. Và đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây ạ. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2019 ạ, phiên bản 1.6 AT, tức là phiên bản 1.6 số tự động đây ạ. Đấy. Xe cũng đã được trang bị từ ghế da này, ghế lái chỉnh điện này, cửa sổ nóc đầy đủ rồi này. Đấy, cửa nóc đầy đủ này. Vô lăng này, vô lăng thì rất là mới, rất là đẹp luôn vì chiếc xe mới lăn bánh được hơn 1 vạn km thôi quý vị các bạn nhé. Hơn 1 vạn km thôi, cho nên cái vô lăng này nó không khác gì cái vô lăng mới. Đấy. Vô lăng rất là mới ạ. Rất là đẹp luôn em. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần đằng sau này, phía sau này. Táp bi cũng còn rất là mới luôn ạ. Táp bi rất là mới và chưa bóc hết ni lông đây ạ. Những cái táp bi ở ba cánh cửa còn lại, trừ mỗi bên lái là bóc rồi, còn lại là còn nguyên ni lông chưa bóc ạ. Đấy, rất là mới luôn. Không khác gì một chiếc xe mới từ trong hãng vừa ra nhé, quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là mới này. Phần nội thất sau này, mấy bên ghế bên phụ kia còn chưa có người ngồi cơ. Chưa có người là ngồi ở trên cái những ghế này cơ. Chủ xe đi có mình thôi ạ. Đấy, ni lông còn chưa bóc đấy ạ. Phải nói là chiếc xe này siêu lướt ạ. Xe cũng đã được trang bị dàn cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này đấy ạ. Đó, hàng ghế ngồi phía sau đã có cửa gió điều hòa rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ lên xe cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần. Đây, đầu tiên là tôi sẽ bật cái điện lên, khóa thông minh rồi. Đây là cái nút start stop này. Đấy, khóa thông minh start stop này. Đồng hồ công tơ mét, chiếc xe này lăn bánh được 1.2 km, 1.2375 km đấy quý vị và các bạn nhé. Đồng hồ chuẩn của chiếc xe đây ạ.
Đấy. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option vô lăng khâu ra, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, từ cruise control này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, rất nhiều các chế độ lái này, sạc điện thoại này, rất là hiện đại. Khóa thông minh, start top, đèn ổ start top đấy ạ. Màn hình giải trí thông tin đa phương tiện, tích hợp radio này, nghe nhạc này, MP3 này, video này, rồi GPS dẫn đường đầy đủ cả rồi. Gương chiếu hậu là gương chống chói đấy ạ. Đấy. Tắp bi cửa chưa bóc hết ni lông này. Đặc biệt là đã được trang bị cửa nóc rồi, đầy đủ luôn. Đấy, có cả cửa nóc luôn này. Những cái phần này cũng chưa bóc ni lông này quý vị các bạn nhé. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem này. Rồi ở những cái phần cụm điều hòa này cũng chưa bóc hết ni lông đấy ạ. Đấy, chưa bóc hết ni lông nha. Còn rất là mới ạ. Nhiều người mua chiếc xe về đi khoảng 2-3 tháng thì có lẽ nó cũng sẽ như thế này thôi ạ. Đấy, cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này thì bây giờ mua về là đi một vài bữa thì xe mới nó cũng như chiếc xe này thôi. Đi 1-2 tháng là nó cũng sẽ như này. Và nếu chọn chiếc xe này thì lại tiết kiệm được một khoản khá tiền đấy ạ. Tôi sẽ mở cái phần cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, tôi sẽ mở từ cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Không có bị đâm đụng, không bị va chạm gì đâu quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ ốc còn nguyên bản hết đấy ạ. Tôi không phải giới thiệu gì nhiều nữa vì chiếc xe này nó còn bảo hành tại hãng cơ. Quý vị và các bạn có thể yên tâm ạ. Chỉ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem là cái lốp sơ cua nó còn nguyên đấy ạ. Chưa hạ lốp sơ cua. Đấy, sơn này, cái vạch sơn ở mặt lốp vẫn còn nguyên đấy ạ, rất là mới ạ. Đấy, cái lốp sơ cua còn nguyên nhé, chưa hạ. Rất là đẹp. Phải nói rất là đẹp đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Táp bi cửa sau bên phụ này cũng rất là mới luôn. Ni lông chưa bóc. Đấy, nguyên bản của nhà sản xuất ra như thế nào là còn nguyên như thế đấy ạ. Phải nói là rất là mới này, từ những cái ốc bản lề này còn nguyên hết luôn, còn mới luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Cho nên chiếc xe này thì quý vị và các bạn không phải lăn tăn gì chất lượng nữa. Nếu như quan tâm thì quý vị và các bạn cứ qua chạy thử và chúng ta làm việc về cái giá thôi. Vì chất lượng nó mới đến 99% đấy ạ. Chất lượng còn mới đến 99% quý vị và các bạn nhé. Đấy, ni lông chưa bóc này. Và rất là mới luôn. Không khác gì một chiếc xe ở trong hãng luôn, mới tinh đấy ạ. Từ táp lô, táp bi, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái phần mà quý vị và các bạn có lẽ là quan tâm nhất đấy ạ. Đặc biệt quan tâm nhất khi chúng ta đi mua xe cũ ạ. Đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Thưa với quý vị và các bạn, Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Luxury 2019 này là một cái khối động cơ 1.6 lít động cơ xăng, động cơ DOHC, cực kỳ thông minh, tiết kiệm nhiên liệu và lại rất là khỏe. Và quý vị và các bạn quan tâm nhiều hơn đó chính là những cái vấn đề có đâm đụng hay là va chạm gì không đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Tất cả nó còn nguyên bản và nó còn bảo hành tại hãng. Cho nên quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn ạ. Keo chỉ nguyên bản luôn này. Từ keo chỉ nguyên bản cho đến tất cả những cái ốc cabo này còn nguyên bản hết này. Tất cả mọi cái đều nguyên bản hết ạ. Không có một cái nào là làm lại ạ. Đấy. Từ ốc xương đầu, ốc cabo đến ốc giảm sóc. Đây là cái ốc giảm sóc này. Rồi đến những cái ốc chân máy này. Ốc chân máy này, ốc mặt máy này, nó còn nguyên bản này. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới luôn ạ. Còn rất là mới và còn bảo hành tại hãng nữa quý vị và các bạn. Cho nên là yên tâm luôn ạ, chúng tôi cửa hàng chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản hết ạ. Và chúng tôi đã cam kết rồi nhưng nhà máy và hãng Kia còn bảo hành cho chiếc xe đấy cơ. Cho nên là chính vì thế quý vị và các bạn có thể yên tâm khi sử dụng chiếc xe này ạ. Sự lựa chọn của quý vị thì về chiếc xe này thì yên tâm luôn ạ, còn bảo hành nhưng quý vị và các bạn không phải lo ạ.
chúng tôi cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Xe còn bảo hành tại hãng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato phiên bản Luxury siêu lướt 2019 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Chúng tôi đã để góc bên phải, phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ. Đấy, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 630 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một lần nữa chúng tôi chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Công việc hiệu quả ạ. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.